rau diếp cá, thần dược giúp da trắng mịn nõn nà. Các cô gái mê làm đẹp xóa tan nỗi lo mụn thâm, sạm da, sần nám. Nhờ 5 công thức dưỡng da cùng rau diếp cá, sử dụng đều đặn, làn da sẽ chuyển biến tích cực rõ rệt. 1. Rau diếp cá nguyên chất dưỡng da mềm mịn. Nguyên liệu: 20 lá diếp cá. Cách thực hiện: lấy 10 lá diếp cá rửa sạch, nghiền nát, rồi lấy bông mềm thấm phần nước cốt, lau nhẹ lên da mặt và cổ. Sau đó, dùng các đầu ngón tay vỗ nhẹ khắp mặt trong khoảng 1 phút để nước cốt diếp cá thấm sâu vào da. Để lớp dung dịch này trên mặt khoảng 15 phút rồi rửa sạch. Đặc biệt, với mặt nạ này, bạn có thể để qua đêm, vì khi bôi nước cốt diếp cá lên da, nó sẽ thẩm thấu rất nhanh, nhìn da mặt như có một lớp màng mỏng tự nhiên. Khi thức dậy vào ngày hôm sau, bạn chỉ cần rửa mặt nhẹ nhàng là đã thấy sự mềm mại và mát dịu rõ rệt trên da. 2. Diếp cá và muối hạt, giúp da săn chắc, giảm nhờn. Nguyên liệu: 1 gam rau diếp cá, 1 thìa muối hạt. Cách thực hiện: cho rau diếp cá đã được rửa sạch cùng muối biển vào máy xay sinh tố rồi xay nhuyễn để có được hỗn hợp sền sệt. Rửa mặt sạch bằng sữa rửa mặt. Ngay khi da vẫn còn ẩm, các nàng dùng hỗn hợp trên thoa đều khắp mặt trong 15-20 phút. Muối giúp da săn chắc hơn, điều tiết chất nhờn, đặc biệt là vùng chữ T. Ngoài ra, nó còn có tính sát khuẩn cao, giúp da thải độc, ngăn ngừa và chống lại mụn trứng cá. Rau diếp cá còn có tác dụng làm se khít lỗ chân lông. Cuối cùng, gỡ mặt nạ xuống và rửa sạch lại bằng nước ấm. Để có kết quả tốt nhất nên thực hiện đúng hướng dẫn với tần suất 2 lần trên tuần. 3. Diếp cá và nha đam trị mụn, làm mờ vết thâm. Nguyên liệu: 1 thìa nước cốt diếp cá, 1 thìa nước cốt nha đam. Nha đam rất lành tính, phù hợp với cả da thường, da nhờn, da khô và da hỗn hợp. Tinh chất có trong lá nha đam sẽ giúp các lỗ chân lông se lại, giảm đáng kể các vết thâm do mụn và thanh lọc làn da. Khi kết hợp với diếp cá, đây sẽ là loại mặt nạ lý tưởng cho làn da nhờn và có mụn trứng cá. Diếp cá có tính kháng khuẩn cao sẽ làm các nốt mụn xẹp xuống và giảm tấy đỏ. Cách thực hiện: trộn nguyên liệu như trên vào bát nhỏ theo tỷ lệ 1:1 rồi thoa đều lên da và để trong 15 phút. Sau đó, rửa lại mặt bằng nước lạnh. Mặt nạ này thích hợp cho mọi loại da và cho hiệu quả tối đa với làn da xỉn màu, thâm do mụn. 4. Diếp cá cộng mật ong giúp da trắng nõn nà. Nguyên liệu: 20 lá diếp cá, 1 thìa mật ong rừng. Cách thực hiện: lấy 1 thìa mật ong nguyên chất trộn với 1 thìa nước cốt diếp cá. Mật ong giúp da dưỡng ẩm, kháng khuẩn, chống lão hóa, làm giảm vết mụn sưng tấy, giúp da sáng và mịn màng hơn. Khi dùng chung với diếp cá, bạn sẽ cảm nhận được sự tươi mát và mướt mịn. Tuy nhiên, bạn không nên lạm dụng việc đắp mặt nạ, tần suất tốt nhất là 2-3 lần trên tuần, trong khoảng 15-20 phút. 5. Diếp cá cộng củ cải trắng trị nám da hiệu quả. Nguyên liệu: 20 lá diếp cá, 2 củ cải trắng. Cách thực hiện: rửa sạch các nguyên liệu, cho vào máy sinh tố xay nhuyễn lấy nước cốt, rửa mặt thật sạch, dùng dịch bôi lên những vùng da bị nám trong vòng 15 phút, mát xa nhẹ nhàng để tăng khả năng thẩm thấu. Cuối cùng, rửa lại bằng nước sạch, thực hiện từ 2 lần trên tuần để cảm nhận sự khác biệt tích cực của làn da. Vùng da thâm nám sẽ dần mờ và sáng hồng trông thấy. Bạn nên kiên trì để đạt hiệu quả như mong muốn nhé. Một số lưu ý khi dùng rau diếp cá làm đẹp. Để mặt nạ rau diếp cá phát huy hiệu quả tốt nhất, bạn nên dùng trước khi đi ngủ vì lúc đó làn da đã được nghỉ ngơi và có thể hấp thụ dưỡng chất nhiều nhất. Bạn tuyệt đối không nên lạm dụng việc đắp mặt nạ để tránh phản tác dụng. Tốt nhất, các nàng áp dụng 2-3 lần trên một tuần, mỗi lần khoảng 15-20 phút. Khi đắp mặt nạ nên tránh những vùng da nhạy cảm như mắt, lông mày, khóe miệng. Sử dụng đều đặn một thời gian dài chắc chắn bạn sẽ có một làn da trắng mịn. Rau diếp cá có tên gọi là nhíp cá, ngư tinh thảo, rau vẹn hay tập thái, là một loại cây cỏ nhỏ mọc lâu năm ưa chỗ ẩm ướt, có thân rễ mọc ngầm dưới đất, rễ nhỏ mọc ở các đốt, thân mọc đứng, có ít lông. Người ta tìm thấy nó ở khắp mọi nơi ở vùng nhiệt đới ẩm ướt như từ Ấn Độ qua Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, vân vân. Theo đông y, diếp cá có vị cay chua, mùi tanh giống mùi cá, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, sát trùng, chữa viêm phổi, viêm khớp, lợ loét cổ tử cung, tá bón do thói quen, kiệt lỵ do vi khuẩn cấp tính,
viêm gan vàng mặt cấp tính, các chứng bệnh về thận, viêm mũi, viêm tai giữa sương mũ, quai bì, viêm họng đoạn tính, bệnh về ruột già, viêm tuyến tiền liệt, mụn nhọt mằn đỏ và một số chứng bệnh khác. Sau đây là một số bài thuốc trị bệnh từ lá rau diếp cá mang lại cho sức khỏe chúng ta. Bài thuốc 1. Chữa bệnh trĩ. Hàng ngày nên ăn rau sống, diếp cá. Ngoài ra, chúng ta có thể dùng lá diếp cá nấu nước để xong ngâm rửa lúc còn ấm. Bài thuốc 2. Chữa bệnh táo bón. Chúng ta phơi khô 10g diếp cá, hãm với nước sôi khoảng 10 phút, uống thay trà hàng ngày, uống trong vòng 10 ngày. Bài thuốc 3. Chữa sốt ở trẻ em. Chúng ta dùng rau diếp cá 30g để tươi rửa sạch, giả nát đun sôi với nửa bát nước lọc, để nguội và uống một lần, đồng thời lấy bã đắp vào vùng thái dương. Bài thuốc 4. Chữa kinh nguyệt không đều. Chúng ta lấy cây diếp cá 40g, ngải cứu 30g, cả hai đều dùng tươi, đem đi rửa sạch, rồi giả nhỏ, sau đó cho hợp vào bát nước sôi để nguội và lọc lấy nước uống 2 lần trong ngày, uống liên tục trong 5 ngày, trước kỳ kinh 10 ngày. Bài thuốc 5. Chữa viêm âm đạo. Chúng ta lấy cây diếp cá 20g, bổ kết 10g, tỏi 1 củ, cho tất cả vào nồi cùng với 5 bát nước sôi thật kỹ, sau đó xông hơi nóng vào chỗ đau, rồi dùng nước đã nguội để ngâm, rửa chỗ đau. Ngày làm một lần, làm trong 7 ngày liên tục để đạt kết quả tốt nhất. Bài thuốc 6. Chữa mụn nhọt xương đỏ. Lá diếp cá ăn sống hoặc giả nát đắp vào chỗ mụn nhọt. Bài thuốc 7. Chữa bệnh viêm tai giữa. Chúng ta lấy lá diếp cá khô 20g, táo đỏ 10g, nước 60ml, sắc còn 200ml, chia uống 3 lần trong ngày. Bài thuốc 7. Chữa viêm phế quản. Lấy lá diếp cá, cam thảo đất mỗi thứ 20g, sắc đặc, uống dần trong ngày. Bài thuốc 8. Điều trị bệnh sỏi thận. Chúng ta lấy 20g diếp cá, 15g rau diệu, 10g cam thảo đất, sắc uống ngày một thang, uống trong một tháng. Hoặc chúng ta có thể lấy 100g diếp cá, sao vàng, hãm với 1 lít nước sôi trong 20 phút, uống thay nước hàng ngày, uống trong vòng 2 tháng. Bài thuốc 9. Trị mụn nhọt xương đỏ. Chúng ta lấy 12g diếp cá, rửa sạch, giả nát, đắp vào mụn nhọt rồi băng lại. Thực hiện ngày 2 lần, làm trong 3 ngày, mụn nhọt sẽ đỡ sưng đau nhanh chóng. Bài thuốc 10. Trị vú sưng đau do tắc sữa. Chúng ta lấy 25g diếp cá khô, táo đỏ 10 quả, sắc với 3 bát nước, còn lại 1 bát, chia 2 lần uống trong ngày, uống trong 3 tới 5 ngày. Bài thuốc 10. Trị chứng đái buốt, đái dách. Chúng ta dùng 20g diếp cá, rau má đề mỗi vị 40g rửa sạch, giả nát, lọc lấy nước, ngày uống 3 lần, thực hiện trong 7 tới 10 ngày. Bài thuốc 11. Chữa đau mắt. Chữa đau mắt đỏ do trực khuẩn mụ xanh. Chúng ta lấy 35g diếp cá, rửa sạch, tráng qua nước đun sôi để nguội và để ráo nước, rồi giả nát, ép vào 2 miếng gạc xanh, đắp lên mắt sưng đau khi đi ngủ, thực hiện trong 3 tới 5 ngày. Ngoài ra, cây rau diếp cá còn có rất nhiều công dụng hay ho như cầm máu, chữa sốt xuất huyết, tá bón. Các bạn hãy trồng cây rau diếp cá tại nhà để giúp gia đình khi cần thiết nhé.